Đầu tiên là hai bạn giới thiệu tên của mình và đến từ đâu? Dạ, em tên là Orchid Như Lan, em là đến từ San Diego. Mình là Kenny Đinh, cũng đến từ San Diego luôn ạ. Hôm nay hai bạn đến xem bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, thì sau khi xem xong, điều gì mà trong lòng của mình đang dâng trào và muốn nói ngay bây giờ? Dạ vâng, thì em sau cái bộ phim này thì em rất là cảm động. Phải nói là tuần này là tuần đi coi hai cái bộ phim cảm động, nhưng mà em thật sự là em rất là impressed về cái bộ phim của mình. Là cái lý do là bộ phim gì? Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, Fresh Flower. Em rất là cảm động và mấy người bạn xung quanh em là đều rơi nước mắt. Thì một số cái nhân vật mà em rất là thích, cái thứ nhất là em nhận thích nhân vật chị Trizy Phương Trinh. Phải nói là chị đóng rất là những cái phân đoạn chị đóng, chị rất là nhập. Từ cái lúc mà cái mà em cảm thấy là hay, cái đoạn mà em thấy hay nhất của chị Trizy là cái đoạn mà lúc mà cô dâu mặc đám cưới, đồ cưới đó, thì em cảm thấy cái đó for some reason nó touch em. Tại vì lúc đó là cô dâu không có nhìn thấy, tại lúc đó là she không có cô dâu, lúc đó là cô không còn nhìn thấy chị Trizy, nhưng mà giống như là chị làm cho touch em cái lúc đó. Và cái nhân vật Mai Thu Huyền đóng cũng rất là hay. Tại vì cái nhân vật Thầm Mai Thu Huyền đó, nó diễn tả một cái gì đó rất là thật trong những cái cuộc sống của con người, của người vợ và người chồng. Tức là cái nào chị có cái lý do để chị ghen, và mình có thể thấm được cái sự mà yêu chồng mà cũng vì lý do đó mà chị ghen và chị react là như vậy. Relay được cái tâm trạng của chị. Bởi vậy nên là có rất là nhiều cái nhân vật mà nó đã touch đến cái gọi là cảm xúc của em và trái tim em. Thì em rất là thích cái bộ phim. Nếu như mà để em cũng encourage là tất cả các bạn ở San Diego hoặc là tất cả các bạn trên nước Mỹ là nên đi xem phim này, nên lắm nha. Nếu mà mấy bạn mà đi xem phim Mai rồi là bắt buộc là phim này là have a must. Bắt buộc phải đi coi, bắt buộc phải đi coi, không chần chờ gì hết, đi coi ngay ngày mai nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em nhiều. Còn em thì sao, sau khi xem phim xong cùng với bạn của mình và mọi người? Dạ, thì thật ra bây giờ cảm xúc rất là nhiều cảm xúc. Mà cũng không biết diễn tả cái cảm xúc như thế nào, nhưng mà thật sự là hôm nay đi coi phim này là cái thứ nhất là tất cả những người mà trong ekip làm phim là cũng quen hết, cũng biết hết, mà cũng rất là bất ngờ mọi người đóng hay quá, không nghĩ là mọi người đóng hay như vậy luôn. Cái thứ hai thì thôi để gom lại một cái mà câu từ hay và ý nghĩa nhất ở trong cái bộ phim là không thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác được. Chỉ có một câu đó, cái phim rất là hay, nhưng mà cái câu đó nó động lại rất, nó chốt rất là nhiều và nó đi xuyên suốt nguyên cái bộ phim, rất là hay. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thank you.